dạ em xin chào tất cả các bác các anh chị em những người đam mê xe đạp yêu thích bộ môn đạp xe đạp cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý phù hợp với bản thân quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé hôm nay em mới về một lô xe mới và em xin phép em ưu tiên em lên một chiếc xe đạp thể thao thuộc dòng xe rốt xe tay cong xe đua các bác nhé Tại sao em ưu tiên em lên chiếc này? Bởi vì các bác nào mà đã theo dõi kênh của em lâu lắm ấy, cũng là biết đến shop của em nhiều năm rồi các bác biết. Chưa bao giờ em nhập được một chiếc xe dòng xe tay cong nào mà nó được cái size nhỏ đẹp đến như thế này. Nên em ưu tiên em lên chiếc này đầu tiên. Đó, em bán thì toàn size 46 48 50 52 mà thậm chí có cả size 54. Là cái dòng đứng ấy các bác ạ. Có rất nhiều nhưng để được một chiếc xe size nhỏ như này vừa cho cái chiều cao của người Việt Nam mình Nó tối thiểu người Việt Nam mình Thì đây là chiếc duy nhất đầu tiên Mà cái chiếc size như thế này thì em khẳng định ở Việt Nam các bác tìm ấy Trên thị trường ấy những dòng xe lướt cực kỳ khó và hiếm các bác nhé Và em đi vào chi tiết cấu hình đồ cũng như phụ tùng và thương hiệu của xe này Để cho các bác được hiểu thêm cái xe này thì em nói luôn ở Việt Nam mình là có mấy shop người ta đang bán cái chữ mà mã xe của nó là rất dài nhưng các shop mà bán ở trên web ấy, người ta viết tắt gọi là bản x5 là đúng y như chiếc này của em với cấu hình này luôn đang bán là gần 60 triệu các bác có thể lên trên mạng hoặc ra trực tiếp các cửa hàng đối chứng với chiếc xe đó có đúng với cấu hình như em đang quay không gần 60 triệu chiếc xe như thế này các bác nhé đó tại sao đắt như vậy thì em sẽ nói rõ chi tiết này là thương hiệu tên xe là thương hiệu của nó là tên xe là Sava đó thương hiệu sava carbon này in thẳng trên khung bản của nó là speed Đấy, eprt ở trên khung đó ở các trên web thì người ta ghi tắt được gọi là x 5 các bác nhá sava thì ở việt nam mình có rất nhiều nhưng mà để mà nói cái đúng với cái cấu hình của em đây thì rất ít shop bán rất ít khi nhập được về đây là xe này xe nhập lướt ở việt nam mình đang bán gần 60 triệu các bác cứ đi tìm hiểu các bác nhá thương hiệu sava này nó là thương hiệu chuẩn 100% là của Đức. Nhưng em cũng nói rõ luôn, không phải sản xuất ở Đức đâu các bác nhé. Chiếc này mà sản xuất ở Đức về Việt Nam mình có khi đến tiền trăm triệu mất. Đó, mà chiếc này chỉ có sản xuất là một là Trung Quốc, hai là Đài Loan mà thôi. Nhưng cái điều đặc biệt em cũng như các bác quan tâm nhất là chiếc xe này nó đủ tiêu chuẩn để xuất sang tất cả các thị trường toàn cầu. Kể cả là thị trường châu Âu, một trong những thị trường khó tính nhất về chất lượng của sản phẩm đầu vào các bác nhé. Đây bắt đầu em đi vào chi tiết đồ phụ tùng Thật sự chưa Đây là lần đầu tiên em nhập được một chiếc xe Với cấu hình và size nó tuyệt đẹp như này Xe được trang bị nguyên bản là tay lắc đề Cao cấp Dòng này là dòng cao cấp rồi Đó đó là cổ ý các bác nhé Campa cổ ý Bản của nó là Cantut Đấy Ken, Ken tất tiếng Anh thì em đọc nó, nó không chuẩn lắm Nhưng các bác cũng thông cảm cho em Đấy, Nhưng em vẫn phải quay rõ để cho các bác đi đối chiếu với trên web hoặc là các shop đang bán để các bác biết ngay bản bản ken tốt này đó clip 11 đĩa 2 riêng cái bộ campap pa cổ của ý này thì nó là quá nổi tiếng rồi thật sự kể cả các giải đua chuyên nghiệp người ta dùng cái group này bình thường tay lái và bốt tăng tay lái nhá bằng carbon zin nguyên bản theo xe đây là carbon các bác nhá đó đến bốt tăng này cũng vậy này Bốt tăng này thì em nghĩ là cũng là carbon thôi chỗ này cũng là carbon thôi đó nó zin zin hết đó đấy đến từ dây quấn nó zin hết này đây tay lắc bên trái này Cũng là Campa Lolo. Bản của nó là Kentus này Zin luôn này, này Xe mới hay cũ đi nhiều đi Các bác chỉ cần nhìn từ, từ những cái Casu này Đến từ cái dây quấn Dây quấn có thể thay Nhưng Casu này thay rất chi là hiếm Riêng dòng này Mà cực kỳ là đắt Đây các bác này Campa Lolo In thẳng vào cả Casu luôn Nó chung cầm nhé Cầm rất chi là đầm tay và sướng Phanh trước cũng vậy này Cũng bộ Campa Lolo của Ý luôn này Đó Zin hết các bác nhá Hàng Ý này thì nó chất lượng luôn cực kỳ nó zin từ cái má phanh đó càng trước cũng là bằng carbon này zin của hãng luôn đó tiếp đến xe được trang bị cặp vành carbon cũng của sava cũng của zin của hãng luôn đây thương hiệu của đức cờ đức in thẳng vào vào vành nhá đây là in này chứ không phải dán đâu các bác ạ in tất cả những các chữ thông số này là in thẳng vào vành cặp vành này cũng chất lượng luôn cặp vành này nó cao chắc nó chỉ tầm 5 phân thôi các bác ạ đó nó tuyệt đẹp luôn và may ơ zin của bản này Các cái bản rẻ tiền kia Bản khoảng độ 2-30 triệu mới ấy, Thì nó chỉ là may ơ Sava thôi Nhưng đây là may ơ của Choice Set ừ, Chạy bạc đạn hết Chạy bạc đạn nhé Ti bật bánh tháo mở khóa bằng tay Và cặp lốp cũng zin theo xe luôn Đây Cặp lốp của nó là Ultra Sport này Ultra Sport Đây các bác nhỉ Continental nhá Ultra Sport zin theo xe zin còn rất là mới Các bác nhìn lốp Xe rốt thì các bác biết này Đó Tiếp đến là xe 100% khung là khung carbon Carbon của dòng cao dòng Sava của cái mã này là carbon 8K in thẳng trên khung nhá. Dây toàn bộ đi âm sườn hết và tất cả những cái chốt khóa dây của nó đều có lục giác hết này. Đó, nó chứ không phải một miếng nhựa cài không ở đâu đâu. Đây là lục giác nhá, bắt thẳng vào khung luôn. Là nó rất là an toàn và bền này. Đó, thông số tất cả trên này, tiếng Anh thì em cũng chịu thôi. Các bác cũng thông cảm nhưng mà đây carbon này. Tất cả những cái thông số đều in thẳng trên khung, in thẳng trên khung các bác nhá. Đó, đây ạ. À. Gọng nước, gọng nước này là em tặng thêm cho các bác thôi gọng nước này nó thương hiệu của Hà Lan có cờ Hà Lan in thẳng trên gọng nước này nhé thì em quay sang bên này cho các bác nhìn rõ hơn đùi đĩa cũng là Campalolo đấy kèn tốt cổ ý luôn nhá zin hết nhá các bác nhá đây BB này bạc đạn này đấy trục rỗng này trục rỗng ngón tay em cho vào đây luôn này đó bê đan bê đan cá nhá bê đan cá này đó cái này thì không 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 phải là vấn đề gì đâu các bác nhá nó chỉ là gọi là han han ở cái lò xo này đơn giản lắm các bác đạp vài hôm là hết này nhưng đôi này Đấy, nó chớn hay không các bác nhìn này, riêng đôi bên bê đan cá này cũng là tiền triệu rồi. Các bác ạ. Đấy. Riêng dòng uh, Campa này của nó là nó có thông số đầy đủ luôn, có cả mã 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 vạch mã QR trên đùi đĩa cơ. Tí em sẽ quay cho các bác biết đây ạ. Đây các bác này. Carbon 8K nó ghi rõ ở đằng sau đây này. Đó. Ghi in 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 thẳng vào khung nhá, chứ không phải là viết dán riêng gì đâu. Phanh sau cũng này, Campa Lolo này, Cantus này. Riêng cái bộ này, riêng cái bộ group của, của xe này mười mấy triệu rồi may ơi sao cũng vậy này đó may ơi cho xét này ti bật bánh thắng mổ khóa bằng tay hệ thống của nó chạy bạc đạn hết vành sau cũng vậy này vành sava lại cờ đức in thẳng trên khung nhá cờ đức in thẳng trên khung chiếc này phải mới đến chín mươi tám chín phần trăm các bác nhá đó lốp sau cũng vậy này con ultra sport này mới cực kỳ luôn xe này cực kỳ mới các bác ạ đó tiếp đến xe được trang bị củ đề cũng là campa lolo cũng là của ý này Kentos này đó, hàng zin nhá, zin hết, zin luôn từ clip luôn các bác này. Riêng clip Campa đây. Riêng cái clip Campa nó còn uy tín còn còn như thế này đấy các bác là nó, nó nó tránh trường hợp làm hàng fake hàng nhái mà. Đây ạ, à, đây là cái miếng uh, miếng thép nhá, miếng thép ở cái lắp chụp clip này. Nó đóng thẳng từ nhà máy nó đóng chìm vào miếng thép này luôn chữ Campa Lolo này. Đó, em quay kỹ từng tí một cho các bác biết nhá. Đó, Campa Lolo này. Đây, cái chữ này Đó nó, nó đóng thẳng vào đây chứ không phải là dán hay là in Nhất gì đâu đâu Các bạn Đây đùi đĩa này Đó Nó trùng đẹp lắm các bác ạ Đây này những cái đến cái răng nó còn chưa bong sơn Bong hết sơn này Đây là chữ này Ở trên đĩa này Campalolo này 11S này Đĩa to nhất là 50 Đĩa thứ hai là 34 này Chiều dài của cái đùi đĩa này 170 Nó cũng in thẳng Gạt đĩa này Cũng là Campalolo nhá Đây các bác này hàng cổ Ý này Nó có cả cái miếng nhựa ở đây này Nói chung nào nó chất lượng lắm bộ group này mười mấy triệu nó cũng quá xứng đáng các bạn đó và yên nhá dòng này dòng cao cấp rồi yên của nó là trang bị yên physic physic là thương hiệu của ý thương hiệu của ý đó các bác nhá da của nó thì quá tuyệt vời những dòng yên này chỉ dành cho xe rốt này và xe có đèn đèn này đèn cảm biến các bác nhá các bác bật thế độ nó ngày đi đêm nó nó nháy như này các bác dựng một chỗ chẳng may các bác có mệt đấy đạp mệt các bác dựng một chỗ là một lúc sau nó tự tắt tự ngắt nhé rồi các bác đốc đến xe thì nó mới tự sáng Đó cái đèn này là em tặng thêm cho các bác thôi Chứ ở Việt Nam thì bán loại đèn khác chứ không có hãng này Hãng này của nó em tìm hiểu cũng khá là đắt này Khá là đắt tiền Và đây em quay cối lỗ cho các bác nghe nhé Đây riêng cái dòng tròi xe tủ riêng Con này phải ghi nhận Nó quá là tuyệt vời về cối Đó em quay rất là nhẹ Em đi ra ngoài nhá đây Ôi dồi, nghe nó cực kỳ đã tai luôn Cực kỳ chớn luôn Một chiếc xe nó rất là quan trọng Cặp may ơ với cặp vành Đó các bác này Để mà chờ nó dừng thì rất là lâu Nên em vẫn, trên video thì em vẫn mong sao giữ được lâu Để cho các bác nhìn và nghe Để cho các bác được thưởng thức Đó Rồi em xin phép em bóp phanh nhá Đây các bác nghe tiếng cái đồ group nó bóp phanh này Trời, đứng cự này luôn Con này cực kỳ chất lượng luôn Đây ạ à mới đến 98 99% và em nói sai này tại sao em gọi là là, là quá hiếm đây là lần đầu tiên em quay trước này à, cái sai có được mua được một cái chiếc xe sai nó đẹp như này sai đứng là 42 ngang là 48 trời quá tuyệt vời chiếc xe này phù hợp cho người thật sự với bác là 1 m50 cho đến 1 m68 đổ lại 1 m50 nhé trở lên và 1 m68 đổ lại đi là đẹp nhất Quá là tuyệt vời trong cái tầm sai này Và em đã cân thực tế chiếc xe này lên rồi nhá Em lắp cả bê đan bàn đạp rồi lắp tất cả các thứ vào Chiếc xe này lặng 8kg 8 kg 8 kg Và em xin công bố rõ giá trên video này Em bán chiếc xe này với giá 23 triệu 500 nghìn Đó 23 triệu 500 nghìn đúng ra xe về là không có bê đan này đâu ạ Không có bê đan cá tiền triệu ở đâu ạ Cũng không có gọng nước xịn này đâu cộng nước cờ Hà Lan bên này đây em quyền tí quyền quay đây cờ in thẳng vào đây nhá. gọng nước này thì tuyệt vời luôn, cũng không có đèn xịn như này đâu ạ. Em này em tặng cho các bác thôi các bác nhá. Đó. Vâng. Em xin phép kết thúc video ở đây. Em cảm ơn các bác các anh các chị đã xem video của em. Ai quý mến em đăng ký kênh ủng hộ tạo động lực cho em để em nhập những chiếc xe thật là đẹp, thật là chất lượng để về phục vụ toàn thể mọi người. Và trước khi kết thúc video, em cũng có tham gia một chút với các anh các chị nếu muốn mua chiếc xe này các anh các chị nếu không tin những gì em nói trên video các anh các chị có thể mở điện thoại lên các anh chị tìm hiểu search hoặc gần nhà mình gần nhà các anh các chị có shop bán xe các anh chị cứ ra nhìn những xe mà có những dòng xe như thế này này với cấu hình y như con xe này của em nhé đang bán thì các anh chị sẽ biết ngay em nói có sai không em search em tìm hiểu trên google đàng hoàng đó các web đang bán với cấu hình như thế này nhá các anh chị đừng nhầm với cả mã mã khác mã khác cũng có thể khung này nhưng không phải với cấu hình này không phải vành như này đâu thì nó cũng có thể ba bốn triệu là chuyện bình thường nhưng chiếc này đang bán ở việt nam đang bán là 59 triệu với cấu hình như thế này luôn nhưng em nghĩ với cái giá đấy là cũng khá là cao đấy với cái giá bây giờ các chị anh chị phải bỏ ra số tiền có hơn 20 triệu hai mấy triệu như em vừa nói đấy thì quá là rẻ luôn và cái size này quá tuyệt đẹp chiếc này không khác gì các anh chị mua mới đâu xe bên em là xe nhập lướt đã qua sử dụng không tránh được xuất sát theo thời gian như chiếc xe này thì em không thấy có xuất đâu khung sườn vành bánh không có vết xước đâu chả có đâu anh chị ạ à. không có nhá đâm ra là em cũng uh, xin phép anh chị là em cũng không thể tìm được ra vết xước đâu đây ạ à, những chỗ dễ xước nhất là những cái đuôi này thụt này không có không có một vết nào đây đùi đĩa bên này này đùi đĩa bên này cũng chả có đâu đây em quay rõ này ở chỗ này thì nó gọi là lấm tấm nhưng không phải nhá đây là zin bản nó có một cái miếng ni lông ở trên này nó dán vào khung này là từ mới thì đây nó chỉ là cái viếng đi lông nhá chứ không phải xước đâu ạ à. à đây chỗ này một chút này một chấm nhỏ nhỏ thôi nó chả ảnh hưởng nhưng mà tính em nó kỹ đây chỗ cọc yên này nó hơi xước xước gợn nhè không tránh được bởi vì là mình cho lê yên lên yên xuống mà đó còn tổng thành kể cả là vanh khung tất cả lốp mới cực kỳ luôn đó thôi em xin phép kết thúc video ở đây các anh chị nào mà hợp với cái size của mình mà vừa với túi tiền của mình thì alo sớm lên em bởi vì cái chiếc này thật sự xài đẹp quá và mới quá các anh chị nhé em xin phép chào mọi người ạ